ơi. Thanh quả. Thanh quả, thanh quả ở đây. Cái này bỏ đây chưa vậy bối? Dạ. Để đây chưa vậy? Dạ. Bỏ cục đá lên chưa vậy? Con nghe nói là bỏ cục đá lên nó sẽ tối nó sẽ lạnh đi và nó sẽ ngọt, giảm bớt ngọt và sáng nó sẽ nóng và nó ngọt thêm. Bỏ cục đá lên đây vậy? Cho nó ngọt. Trời ơi trời, không biết học đâu nông dân chính hiệu nha cô chú. Hôm bữa có mấy bạn nói là cái gì, cái mua dưa mà để đây, trời ơi đây nè, thấy chưa, thấy không, trời ơi cái giá dưa lớn lên mà làm cái lỗ bé lớn này. Bây giờ mình chính thức là sẽ khui các cái quả dưa này nha cô chú. À giờ, ủa sao mẹ cắt cái dây này ra? Giờ cắt nè. Ôi, mẹ cắt rồi này. Ok ok đó, bỏ vô cái này rồi, cái ngồi cắt này thấy hơn đẹp hơn đây. Đây, vẫn ngồi đây. Không quên chuẩn bị một chén muối ớt siêu cay siêu ngon. Đây đứa con đầu lòng đây cả nhà ơi, thì nó bao nhiêu ngày tháng. Bây giờ nó mới lên mấy trái nữa nha. Đó, để rửa cho sạch. Okay, con có nói đúng không nha? Con nói sao? Con nói là để đá lên của tôi nó sẽ giảm ngọt. Ơi là ngọt. Xong rồi con sáng nó còn ngọt thêm. À ý là con nói là trái dưa này rất ngọt đúng không? Dạ. Đây là trái dưa đầu tiên nên là rất là mua ở ngoài chợ về ăn thì thấy không có cái gì nha mọi người, nhưng mà ở nhà trồng được xong mà cảm thấy nó hồi hộp quá. Bây giờ 1 2 3 mình cắt. Trong bữa con quăng cái hộp ra đây. Trong bữa là nó thêm cái cây nữa. Ok, ăn xong rồi quăng cái hộp ra cho mọc lên đúng không? Nè. Rồi bù bù nhảy nghe. 1 2 3. Con đỏ không nha. Má nói là đỏ. Ố đỏ thiệt luôn. Đỏ thiệt luôn. Thôi đã mà. À, nhưng bây giờ mình ăn thử coi coi. Mà cả nhà ơi, để vài bữa nữa là nó bị sâu luôn á. Cái này nè, cái này là nó chín quá rồi. Đó, thường thường cái dưa hấu mà nó có lên cái hạt hạt thì là nó cát rồi á. Ngọt lắm. Trời. Ngọt không con? Có đúng như lời con nói không? Mình cứ ăn đi, ngọt lắm. Có đúng như nhà chồng của khác. Nhưng mà này á, để từng mấy ngày nữa thôi ăn nó là nó sụp ruột rồi.